Trưa nay đi học thì con có được ở lại trường ăn cơm không? Có. Ừ, ăn cơm với các bạn có thấy vui không? Có. Hai cháu hôm nay nó phấn khởi lắm, nó được đi học. Nó lại được ăn cơm trưa. Đấy, cháu nó phấn khởi lắm. Còn tôi thì tôi là bà thím thôi, nhưng mà thương cháu lắm, nhưng mà hoàn cảnh tôi thì cũng không có. Cũng sinh con một bề thôi, thì là hai ông bà già chỉ có nuôi, đủ nuôi nhau thôi. Cái nút lít này là danh sách kênh đi nhá. Nó bấm vào là nó hiện lên này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt Đến Rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì như hôm qua thì Đạt có chia sẻ một cái video về hoàn cảnh gia đình của anh chị Tư Hồng ở thôn 9 Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội đấy. Đạt cũng hứa với anh chị là sẽ giúp cho anh chị là thứ nhất là mua tét nước và máy bơm này, thứ hai nữa là làm cái mái bếp cho anh chị này, thứ ba nữa là cái chi phí ăn học cho các cháu ấy. Thì là hôm nay là Đạt lại có mặt tại nhà anh chị Tư Hồng để triển khai những cái hạng mục mà Đạt đã hứa giúp cho anh chị. Như quý vị đã biết là tính của Đạt là đã nói là làm. Thì hôm nay thì đã chở tét nước và máy bơm về rồi. Thưa quý vị, là đồng hành với cái chương trình thiện nguyện của Đạt thì có anh Phương đây, một người anh của Đạt mà anh đã từng làm cái vòng quay cú quay hạnh phúc cho Cú Đấm Thép đấy. Thì anh sẽ giúp Đạt là triển khai những cái hạng mục. Như quý vị có thể thấy là đây là cái tét nước và cái máy bơm mà anh đã gọi sẵn cho Đạt đây rồi. Anh có thể chào quý vị khán giả của em được không? Xin chào tất cả các quý vị khán giả của em Đạt nhá. Ok, đây. Tét này là tét mấy nghìn đấy anh? Tét này là tét 1.200. À, 1.200. Và cái máy bơm đây nhỉ? Máy bơm là 750. 750. Thì cái anh nghĩ là với cái diện tích giếng nó cũng không quá là sâu. Vâng. Với cái khẩu độ lên nước nó cũng không quá là cao. Thì mình, vâng, dùng cái máy như này là ổn rồi. Vâng. Đây, để xem thử xem nào. Đấy. Đây, máy thì anh em vẫn còn nguyên tem, nguyên hộp. Vâng, máy chưa bóc tinh luôn. Một cái máy này thì là trên thị trường bây giờ nó có giá bao nhiêu anh nhỉ? Cái này thì trên thị trường nó đang có giá như thế này thì anh cũng không làm giá, anh sẽ lấy giá gọi là bên Đạt là sẽ mua máy, còn tất cả hóa đơn là bên ấy, còn anh sẽ hỗ trợ Đạt là toàn bộ công làm và các thứ cho bên gia đình. Còn cái là anh cũng muốn hỗ trợ cái công. Cái có nghĩa là anh sẽ, bọn em sẽ có cái thiện nguyện đến với gia đình là mua các thứ đến rồi thì bọn anh sẽ hỗ trợ, bọn anh làm gọi là công cho bọn em. Bọn anh cũng tất cả các thứ nó sẽ minh bạch cho bọn em, cho bọn em cả mọi người lại bảo là nghĩ là anh em lại không, những cái không, gọi không, là không. Đấy, anh cũng thật sự là anh muốn đấy cho anh em xuống làm hỗ trợ cho bên mình. Vâng. Để cho không, thật ra là em chỉ hỏi để tham khảo qua thôi, em biết. Đúng mà rồi. Thì đây là cái máy bơm và cái tét nước, thế còn một cái hạng mục nữa là em muốn anh làm ấy là làm cái mái bếp này này. Đấy, lợp cái mái tôn lên là anh thấy có ổn không? Thì qua như Đạt bảo đấy thì anh xuống nay anh cũng xem qua rồi. Vâng. Vì cái tường thật sự là cái tường như cái bếp như này là tường của ông bà xây ngày xưa là bữa ba ta. Nó quá lâu rồi. Bây giờ ẩn cảm giác nó rung như thế này. Ui dồi. Thì em bảo trèo lên thì sẽ nó không đảm bảo, thứ nhất là cho thi công, thứ hai là không đảm bảo cho người nhà. Ví dụ bây giờ mình có lắp lên thì xong có gió giúp nó lùa vào, anh sợ nó sẽ không chịu được, nó đổ bất cứ lúc nào. Thì anh thấy có thể là mình sẽ làm lại bằng phương thức thế nào để cho nó vừa hợp lý mà nó chắc chắn. Vâng, thưa quý vị, thì như vậy là qua cái quá trình khảo sát ấy, thì là anh Phương thấy là cái tường của cái bếp cũ này thì nó đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Bởi vì là ngày xưa là các cụ xây bằng cái cát với vôi. Đấy, cho nên là này, quý vị có thể xem này. Đấy, nó đã xuống nó cấp lắm rồi. Bong chóc như thế này thì đúng là làm sao mà ấy được. Rồi. Tường ẩn mà nó một mình cầm chỉ dùng sức nhẹ thế này lắc nó rung như là đây, rồi đổ luôn đấy. Em ạ. Đổ luôn đấy. Này, cho nên là mình sẽ không phải tìm phương án khác, chứ nếu mà treo lên thế này nó nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm cả bên thi công. Vâng. Thứ hai là không an toàn cho chủ nhà luôn. Vâng. Kính thưa quý vị, thì như hôm qua thì Đạt cũng đã tính đấy là làm cái mái bếp này và xây thêm cả cái nhà vệ sinh cho nhà anh chị.
bây giờ nó mà đã như thế này rồi thì là phải chắc phải chuyển qua phương án 2 quý vị ạ. Đó là sẽ xây một cái bếp mới cho anh chị, một cái bếp nhỏ thôi. Đấy thì là Đạt sẽ chịu hoàn toàn cái chi phí đó. Thế còn ở trên kênh mình ấy thì Đạt cũng biết là rất là nhiều quý vị khán giả và nhiều nhà hảo tâm, thì quý vị nào mà muốn chung tay cùng Đạt để mà hỗ trợ cho nhà anh chị cái bếp ấy thì là Đạt cũng luôn luôn sẵn sàng. Thì bây giờ là sẽ phải tính toán cái vị trí xây bếp, một là xây ở đây hoặc là hai là sẽ xây ở một cái vị trí khác. Thì bây giờ sẽ gọi chị ra. Chị ơi, chị bây giờ chị muốn xây bếp thì chị muốn xây ở chị cái vị trí, nào? Vị trí nào thì chị có thể chia sẻ để em có biết, em bảo thợ. Đấy đây, chị xuống đây. Đây đây, em muốn xây bếp ra đằng bên kia nhá. Ra đằng giếng cho nó tiện lợi cho nhà em dùng nước lên. À vâng, đâu đâu, chị có thể ra chỉ. Anh đi theo thì có gì tư vấn giúp. Đây anh định, chị định xây ra đằng này á? Vâng. Đấy, định xây lên mấy đằng trên cho nó. Chị định xây luôn lên trên này à? Vâng. Đây à? Vâng. Thế thì chỗ này là phải dọn bỏ hết cái này đi nhỉ? Xây lên miếng đều được, nó bé bé. Mình sẽ xây nó khoảng tầm vừa đủ để cho gia đình sử dụng. Và mình tính toán làm sao nó làm và các thứ cho nó hợp lý nhất. Và thì vì nếu mà tiện thì nó giếng với các thứ nó tất ở đây. Và thì mình sẽ dễ sử dụng hơn. Và đi lại với sử dụng nó đỡ phải kiểu bê qua sân nhà các thứ. Nó thành làm đây anh thấy hợp lý. Và em tính là bây giờ là mình sẽ bỏ cái tang giếng này đi, mình sẽ làm một cái nắp bê tông, mình đậy cái giếng này lại. Làm bằng. Đấy, làm bằng đi. Và dãy này sẽ là vừa nhà vệ sinh vừa nhà tắm này. Bỏ cái kia đi. Cái kia có thể là mình sẽ để và mình sẽ cấy thêm nhà vệ sinh bên cạnh. Sẽ làm hố tiêu hóa bên ngoài, nó sẽ là có nước đẩy hẳn ra rồi. Thì mình sẽ làm bếp liền luôn, liền tất cả các khu thì nó sẽ rất là tiện hơn. Cái này thì chắc chắn là sẽ lại phải xây cái bể phốt anh nhỉ? Cái này thì nếu mà làm nhà vệ sinh, thì mình phải làm hố tự hoại xong rồi đẩy ra bên ngoài. Bên ngoài có cống mương sẵn rồi. Vâng. Thì mình sẽ đẩy ra đấy sẽ tiện hơn rất là nhiều. Vâng. Thế thì khả năng là sẽ phải triển khai như vậy đấy. Cái đường này sẽ là nhà tắm và nhà vệ sinh này. Đấy, còn ở đây là bếp này. Dạ. Đúng rồi. Đấy. Cấy thêm nhà vệ sinh vào nhà tắm kia. Thì mình làm liền luôn cả bếp, xong rồi chạy xong rồi ngăn bếp mình chạy lên trên này làm bếp luôn. Và thế thì mình vẫn cứ giữ cái nhà vệ sinh này nhưng mà mình sẽ cho vòi hoa sen rồi thì các thứ vẫn vào được chứ đúng không anh nhỉ? Mình vẫn làm được. Và vẫn làm được. Cái này thì vẫn chắc mới làm, vẫn tận dụng được, vừa viết cảm giác là vẫn chắc chắn. Thì mình sẽ xây từ ngày xưa rồi, còn cái hai hàng ngày kia thì em mới xây lên được rồi, có để xong rồi anh em khảo sát, nếu mà giữ được thì mình sẽ giữ, còn không giữ được thì mình sẽ làm tất. Vâng. Thì nó cũng không đáng gì những cái đấy cả. Vâng. À thế còn cái tiền hôm qua em đưa thì chị đã nộp tiền ăn và tiền học cho các cháu chưa? Vâng, hôm nay em nộp tiền ăn và tiền học cho các cháu rồi. Các cô bảo là cứ tạm thời thu thế đã, vẫn còn thiếu, nhưng mà cô cứ thu trước 2 tháng tiền ăn cho các cháu. Tiền học vẫn còn thiếu, nhưng mà cô bảo là hôm nào về thì thu xếp nộp cho cô sau. À thế thì các cháu nó vẫn còn thiếu bao nhiêu tiền học nữa chị? Lớp của con bé là hết, còn thiếu, người ta cũng ở trong kia cũng có phụ huynh giấu tên bảo là ủng hộ cho cháu được một khoản. Vâng. Thì hôm nay ra đóng cho cô bảo là lớp 5 của cháu là bây giờ cháu Bạch Thi Bảo Ngọc còn thiếu 480.000, 82.000. Rồi. Là hết năm nay của cháu. Ok, thì em vẫn còn sát sao ở trên này, thì khi nào em lên thì em sẽ đưa cái số tiền đó cho chị. Bởi vì là hôm qua em đã hứa là sẽ lo cái tiền ăn học cho các cháu đến hết lớp 12 rồi. Đấy, thì chị yên tâm nhé. Thì cứ mỗi năm em lại đóng tiền học, tiền ăn cho các cháu. Đấy, một thể luôn, đóng mình đóng theo năm. Không phải đóng theo tháng làm gì cho nó vất vả. Chị ạ. Nhá. Hôm nay hai đứa cháu được ăn nó cũng mừng. Vâng. À thế là trưa nay là không phải đón các cháu về nữa rồi đúng không? Vâng, trưa nay là không phải đón nữa. Vâng. Đấy thì thưa quý vị là đấy, chỉ có một cái việc nhỏ nhỏ đấy thôi mà cũng là cả một cái niềm mơ ước của cháu đấy quý vị ạ. Bây giờ mình có nên lắp máy bơm và tét nước luôn không anh? Anh nghĩ nếu mà để triển khai làm cả bếp cả nhà vệ sinh thì mình không nên lắp, vì tại vì sau này mình sẽ đẩy tét lên nóc nhà vệ sinh thì nó mới sử dụng được nước với các thứ xuống. Có lắp bây giờ thì sao, mình chỉ dùng tạm thời thì đến độ một vài hôm nữa nếu mà có thi công thì mình lại phải tháo dỡ thì nó sẽ mất thời gian. Đúng rồi. Thì có thể là gia đình mình cứ vấn đề đây gửi gia đình. Nhưng để mình sẽ làm sau. Làm sau. Đấy, mình làm sau thì nó sẽ hợp lý hơn. Vâng. Với mình đặt lên trên mấy cái lắp nước để nó đổ cả cái
tang giếng này nó bằng thì mình sẽ làm nó sẽ tiện hơn. Vâng. Rồi, thế thì như vậy là cũng phải xây dựng xong cái bếp và cái nhà tắm nhà vệ sinh thì lúc đấy mới lắp được tép nước quý vị ạ. Vừa nãy là cũng đã tính toán xong cái phương án là cái vị trí của bếp ấy, thì là bây giờ là còn có một vấn đề nữa là gọi thợ ấy, không biết là ví dụ nhà anh là có quen đội thợ nào không thì cứ gọi. Có, em có quen đây, bác làm cùng em đây ở gần đây. À. Đây bác vừa lên đấy. Vâng. Vâng. À cũng... chính bác vừa nãy là bác cũng là thợ đấy ạ. Vâng, đang thợ đấy. Vâng. 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 Đây. Vâng. Tốt quá. Thế thì bây giờ là anh sẽ gọi bác ý vào để thứ nhất là tính toán nguyên vật liệu rồi xong rồi đấy thì làm sao để mà triển khai để mà xây dựng luôn để vâng. có cái mình sinh hoạt anh ạ. Vâng. À. Vâng. Qua chương trình này thì anh có lời nào mà muốn nhắn nhở nhủ tới quý vị khán giả không? Vâng, thì thực sự là em rất mong muốn là cảm ơn đến toàn thể là người từ thiện và có lòng hảo tâm đến vợ chồng em mấy các cháu, là em chân thành cảm ơn ạ. Vâng. Vâng. Anh có cái mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là như thế nào? Em mong muốn lớn nhất là bây giờ xây được cái bếp, mấy nhà tắm, nhà từ ngoại, mấy nó là liền nhau luôn. Vâng. Vâng, thế thôi ạ. Em cũng không quan tâm cái gì lắm, quan trọng gì lắm. Vâng. Vâng. Thì đấy, thì vâng. những cái mong muốn của anh thì là em cũng đứng ra để em thực hiện rồi đấy. Vâng. Thì đứng qua cái chương trình này, trước mắt thì là em sẽ chịu hoàn toàn cái chi phí để vâng. mà xây dựng lên cái những cái hạng mục đó. Vâng. Thì tuy nhiên thì ở trên kênh em cũng rất là nhiều mạnh thường quân và những cái nhà hảo tâm ấy thì là qua đây thì Đạt cũng muốn nhắn nhủ thêm với quý vị là thật ra thì Đạt cũng đủ khả năng để mà hỗ trợ được cho gia đình nhà anh chị Tư Hồng, nhưng mà quý vị nào mà có muốn chung tay cùng với Đạt thì để mà giúp đỡ cho nhà anh chị, thực tế là cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa đang chờ đón Đạt nữa. Thế cho nên là nếu như mà quý vị mà có thể san sẻ bớt được cho Đạt thì cũng là một cái điều rất là tốt. À có muốn có lời nào mà muốn chia sẻ với quý vị khán giả của cháu? Bà thì hôm nay là bà cũng đến đây là bà cũng phấn khởi và xúc động lắm. Bà. Thấy là các cháu bà. Cũng các bên anh Đạt cũng giúp đỡ cho các cháu cũng bà. Được cái gian bếp thì các cháu nó dầm mưa thì nắng. Thế bà phấn khởi lắm, nó cũng bảo bây giờ cũng chẳng biết nói gì. Là cảm ơn các nhà hảo tâm cũng có cái lòng tốt từ thiện thì đến để giúp gia đình các cháu. Vâng. Bà cha biết nói gì đâu, bà xúc động lắm. Vâng. Bà cảm ơn thôi, đến lời cảm ơn thôi. Vâng. Các cháu nó được là cái gian cửa gian nhà bếp để chờ dâm mưa chín nắng ra vào. Vâng. Mới lại hai cháu hôm nay nó phấn khởi lắm, nó được đi học. À. Nó lại được ăn cơm trưa. Đấy, cháu nó phấn khởi lắm. Còn tôi thì tôi là bà thím thật, nhưng mà thương cháu lắm, nhưng mà hoàn cảnh tôi thì cũng không có. Cũng sinh con một bề thôi, thì là hai ông bà già chỉ có nuôi, đủ nuôi nhau thôi. Vâng. Còn các cháu thiếu thì chỉ cho cháu được thỉnh thoảng được chay mắm bát gạo thôi. Đấy, cái con nào thì tôi cũng nói thế. Vâng. Nên hôm nay là cháu tôi thấy này tôi mừng, này, mừng tôi xúc động lắm. Vâng. Tôi phấn khởi cho các cháu cho tôi lắm. Vâng. Tôi chẳng biết nói gì, tôi chỉ có nói được thế thôi. Vâng. Xúc động quá. Thế còn chị? Nhà em nó này khoảng cũng lâu lâu rồi anh ạ. Vâng. Nhà bếp thì em cũng hoàn cảnh nhà có, cũng nhà cửa cứ sập đi sập lại thế, con cái đi học cũng thế, ốm đau suốt. Thì nhà em hoàn cảnh thế này thì mong quý vị khán giả với anh Đạt đây hỗ trợ cho gia đình em, cho hai đứa nó ăn học. Vâng. Đến nơi đến chốn cùng các bạn các bè. Vâng. Đấy vừa rồi cũng các cô hỗ trợ cho đi tham quan nhưng mà các con nó lại đi. Ừ. Bố cháu nằm viện thì cũng không có tiền thì cho các cháu ở nhà. À, vâng. Thì các cháu hôm nay được ăn nó cũng mừng quá, bảo cảm ơn các nhà hảo tâm và anh Đạt đã hỗ trợ cho gia đình nhà cháu. À. Thế thì cái mong ước lớn nhất của chị bây giờ là gì chị? Mong ước của em lớn nhất bây giờ chỉ được cái gian nhà gian cửa dầm mưa kín nắng cho nhà em. Với các cháu đi ăn đi học, với nhà em mong muốn cho nó bệnh tật cho nó qua cho nó khỏe thì còn giúp hai vợ chồng còn nuôi con ăn học. Vâng. Bây giờ nhà trong gia đình chả có cái gì. Có cái xe máy thì ông bà ngoại ông cho mượn. Vâng. Cái tủ lạnh bà ngoại vào cho ông lâu cũ cũng hỏng hết rồi. Mong muốn các cháu đây xem tivi, nhà em hoàn cảnh chả có, cũng không có cái gì. À lại còn thiếu cả tivi nữa à? Vâng, nhà em không có. Rồi. Thế thì chị có bao giờ là chị nghĩ là sẽ có một ngày như thế này mà tự nhiên lại có một cái một anh rất là trẻ và đến đây để mà giúp đỡ cho gia đình nhà mình như thế này không?
có, em cũng mong muốn đấy. Vâng. Có nghĩa là trước đây là chị có bao giờ tưởng tượng đặt ra là sẽ có một người nào đến để mà giúp đỡ cho chị như thế này? Không bao giờ ạ. Vâng. Thế là đấy, cháu rồi cháu ăn học thì cũng học trên online đấy. Em cũng xin được cái điện thoại cho cháu học. Cô bảo là sao nhà con đăng Thuy lại bỏ ra, em bảo là cô thông cảm, em có một cái điện thoại thôi. Thì bây giờ chị nó muốn vào thi thì phải cho em nó ra. Vâng, cũng hoàn cảnh khó khăn, chả có điện thoại, cháu học online. Các cô cũng bảo là bây giờ các cô chả giúp được gì mấy. Vâng. Và hỗ trợ cho các cháu ăn học chỉ có thế thôi. Vâng. Thế thì bây giờ thì các cháu không phải học online nữa rồi chị nhỉ? Vâng. Đấy, chị chỉ có nghĩa là trong cái quãng thời gian mà dịch bệnh ấy, là giãn cách xã hội ấy, thì là khi mà học online thì là chị đang học là phải nhường cho em điện thoại để em vào thi đúng không? Vâng. Đấy, cũng rất là vất vả đấy. Thật sự là nếu như mà em mà biết được cái lúc đấy thì em có thể là hỗ trợ cho các cháu là cũng có cái máy điện thoại để mà vào mà học online được thì rất là tốt. Thôi được rồi, cái gì thì nó cũng đã qua rồi. Vâng. Thế là nhà lại còn thiếu cả tivi nữa nhỉ? Thế thì bây giờ chị có muốn có một cái tivi nữa không? Em mong muốn có tivi nhưng mà thôi, mong muốn thế là đủ rồi anh ạ. Vâng. Được, các anh giúp đỡ cho nhà em như thế là được rồi. Vâng. Thật ra thì em thì có thể là hỗ trợ TV được cho gia đình nhà anh chị. Tuy nhiên thì Đạt sẽ nhường cái suất hỗ trợ này cho một quý vị khán giả nào đó đặc biệt. Thì là để gọi là san sẻ giúp đỡ cho Đạt. Còn nếu như không thì Đạt vẫn có thể là tặng cho anh chị một chiếc TV. Giá trị của nó khoảng độ 5 triệu, 5 triệu rưỡi gì đấy. Đấy, thì trong vòng tối nay thì em sẽ, nhà mình sẽ có TV bật ở trong nhà. Nhưng tuy nhiên thì là cái số tiền đó thì là em sẽ giúp đỡ cho nhà anh chị. Nhưng mà nếu mà có quý vị khán giả nào mà có nhà ý mà muốn hỗ trợ cho anh chị cái tivi đó thì em sẽ nhận lại cái số tiền đó. Vâng. Đó. Vâng. Đấy, thì thế thì bây giờ em sẽ đi mua tivi luôn chị nhá. Dạ vâng, mua tivi thôi, chú tiền để cho con thì em ăn học cũng được. Ô, em bảo là em vẫn lo tiền ăn học cho các cháu mà. Vâng. Thì cái tivi này có thể là để giúp cho gia đình nhà mình là có thể là giải trí, có thể là cho các cháu nó có xem những cái thông tin mà nó có thể học tập được đấy. Vâng. 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 Đấy, thì bây giờ em sẽ đi mua tivi luôn nhá. Vâng. Chị nhá. Vâng. Vâng. Được không bà? Hay là bà đi cùng cháu hay là chị đi cùng em này đi chọn tivi nhỉ? Tôi đi rồi, em chả đi được xe, chắc là cho bà đi. Bà say xe lắm. À đấy à, cả nhà ai say xe. Thế thì vẫn khởi luôn ạ. Quá quá theo nguyện vọng của các cháu đấy. Vâng. Ý của cháu ấy là chú có thể là đứng ra chú sắp xếp thợ thuyền rồi thì triển khai công trình cho cháu. Còn tất cả mọi cái chi phí công cán bao nhiêu chú liệt ra hết để cháu sẽ dùng tiền của cháu để cháu chi trả cho chú nhá. Ừ, đây là làm, là làm công nhật nhá. Vâng. Ừ, làm công nhật nó dễ, bây giờ là nó bếp mấy bùng tắm nó liền nó khó. Dạ, vâng. Tính mấy vuông. Vâng. Được. Đấy, tóm lại là mình cứ làm sao để có được cái gian bếp, gian vệ sinh rồi thì nhà tắm nó liền, sau đó là trên nó là một cái téc nước. Được. Đấy, để cho anh chị. Và có cả vòi hoa sen, rồi thì bồn rửa mặt nữa nhá. Rồi rồi. Cả bồn cầu nữa. Đấy. Thế là cái riêng cái bông tắm nó phải đổ mái đấy. Vâng. Để con mái. Để tét trên. Vâng. Rồi ạ. Chị. Vâng. Thì bây giờ là anh em tài trợ là gạch xi, là gạch chín. Cái này là chú phải hỏi. Thì chú trừ hỏi hộ vật liệu cho. Vâng. Hết bao nhiêu tiền vật liệu thì cháu giả. Vâng. Đấy. Thật ra thì cháu cũng không chuyên về xây dựng lắm. Thì theo anh Phương thì mình có thể là xây gạch xi hay là gạch đỏ được theo anh. Anh theo anh thì anh thấy gạch xi bây giờ nó cũng tốt. Anh thấy những nhà đây làm bằng nhà nhất cũng gạch xi. Vâng. Anh nghĩ là nó cũng sẽ chịu được rất là lâu. Xây nằm. Vâng. Vâng. Bây giờ là xây gạch xi xây nằm. À. Rồi. Dạ. Thoải mái vô tư ạ. À. Thì cháu cũng thấy xây nhà đấy họ cũng xây hết bằng gạch xi. Vâng. Gạch. Thế thì chốt là cái phương án là gạch xi đúng không ạ? Vâng. Đấy, miễn sao nó kiên cố nó tốt là được. Qua đây thì anh thì cũng bên làm bên nhôm kính thôi. Vâng. Anh cũng sẽ hỗ trợ cho em đạt phần vâng. cửa giả. Vâng. Là để cho nó xong xuôi. À, đấy. Thì thưa quý vị thì là anh Phương là anh cũng có nhã ý là muốn hỗ trợ cho gia đình anh chị Tư Hồng cái công làm cửa đấy đúng không anh? Có nghĩa là anh hỗ trợ ở toàn bộ toàn cửa bộ giả. Cả cửa. Ừ, chứ không phải là công. À, đấy tuyệt vời đấy. Thưa quý vị là một tràng pháo tay cho anh Phương.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng. Qua đây thì cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân với các anh em bên Đạt có những tấm lòng để giúp đỡ những người khó khăn. Vâng. Thì chả biết nói gì, chỉ biết nói cảm ơn tất cả mọi người. Vâng. Hay là tiện đây anh em mình đi một TV luôn đi. Thì đi cùng em luôn. Anh đang muốn triển khai cho anh em nó cất những cái này vào. À rồi, nếu em đi thì em cứ vẫn đi. Ok. Để anh cho anh em nó khiêng bỏ cất những các thứ này vào để vâng. Hôm nào mình ấy. Vâng vâng, ok. Thế thì anh cứ triển khai đi nhá. Okay. Em đi mua TV cả. Ok. Nhá. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị thì hiện tại bây giờ là Đạt đang có mặt tại một cửa hàng điện máy có thể là nói là lớn nhất nhì tại khu vực xã Tản Lĩnh. Và rất vui là khi là gặp ông chủ trẻ anh Tuấn ở đây. Anh ơi, em đang muốn mua một cái TV nó vừa vừa thôi, khoảng độ 43 inch thôi. Okay. Để em từ thiện cho một gia đình hoàn cảnh khó khăn này. Okay. Thì anh có thể tư vấn cho em một cái nào mà nó giá cả nó vừa hợp lý mà nó vừa bền bỉ và cái chất lượng nó tốt. Riêng Đạt thì anh xem nhiều YouTube của Đạt rồi, Đạt làm chuyện từ thiện nhiều thôi thì anh cũng sẽ lấy giá gốc cho Đạt. À đấy. Vâng. Thì anh xem là có cái nào mà hợp lý không? Đây em dùng cái loại này là đang bán chạy nhất. Dòng này dòng Copper 43 inch bảo hành 2 năm của Thái Lan nhập khẩu. May người ta có mạng là người ta vẫn dùng được cả mạng. À. Và khi bọn anh lắp bọn anh sẽ cho xem cả anten, bây giờ chưa có mạng mình vẫn xem truyền hình bình thường. Vâng. Con này của mình như giá niêm yết của mình là đợt trước hơn chục triệu, bây giờ của mình là 5.9 triệu. Vâng. Nhưng mà riêng Đạt mua từ thiện thì anh sẽ lấy đúng 5 triệu. À tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời quý vị ạ. Đấy. Đúng là người tốt thì đi đâu cũng gặp người tốt quý vị ạ. Đấy, thế là 5 triệu tròn đúng không anh? Đúng, lấy 5 triệu tròn. Ok, thế thì anh nhấc cái TV này okay. cho em nhá. Ok. Rồi thì nhà này thì cũng hoàn cảnh cũng khó khăn nên là cũng không có mạng đâu. Rồi. Cho nên là anh lắp cả anten vào cho đúng em. À, thưa quý vị là bây giờ Đạt mới nhớ ra là hôm qua khi mà tham quan qua cái không gian bếp nhà anh chị Tư Hồng ấy thì Đạt thấy là thứ nhất là bếp ga thì chưa có và cái nồi niêu song chảo thì cũng chưa có nốt quý vị ạ. Thế tiện đây thì Đạt cũng sẽ lựa chọn một vài cái nồi và cũng như là cái chảo rán cho anh chị có tiện về sinh hoạt nấu nướng. Thì chị ấy chị có thể tư vấn cho em một cái chảo nào chảo đấy ga, nó hợp lý. Dạ. Chảo nấu ga. Đúng rồi, chảo bếp ga chị ạ. Sao dùng chảo đá đi anh. Chảo đá hả chị? Vâng. Nhưng mà à? Có loại to hơn đấy. Loại to chị lấy cho em cái loại to ấy. Đây là phi to nhất. Đấy. Loại to nhất đây đúng không? Vâng. Chảo chảo này thì nếu mà rán thì tốn mỡ lắm đấy nhỉ? Đúng không? Nó chống dính rồi ạ. À chống dính. Vâng. Theo em thì thôi lấy cái chảo nhỏ hơn đi. Thật ra thì không mình không phải quan trọng về cái giá cả mà làm sao để vâng. người ta sử dụng thuận tiện hơn ấy. Hay là lấy chảo mỏng. Lấy chảo. Chảo này cũng được. Nhưng mà nó lại sâu quá. Sâu quá à? Vâng. Như kiểu đây em nghĩ là cái vừa cơ cấu này là vừa. Theo dân mình dùng là những cái loại này anh này. Cái này à? Nó vừa mỏng vừa ấy. Ok. Nó dễ. Ok. Thì lấy cái này chị nhá. Vâng. Đây. Nhưng mà nó có bền không? Cái chuôi này liệu nó có bền ạ. Nấu ga không lửa to lên đốt cháy này là nó sẽ bền đấy. À. Vâng. Nếu mà mình nấu lửa to thì nó cái gì? Có cái nào mà nó bền hơn không? Có mấy loại đấy ạ. Đây hay dùng quay này. Sợ cái này là nó là nhựa này, khi mà đun nhiều là nó đây, sẽ dùng quay, có quay sắt đấy. À, quay sắt này thì nó yên tâm hơn nhỉ. Ok, vâng. Lấy cái này đi chị ơi. Lấy cái này quý vị ạ. Đây. Thế còn chị chọn cho em mấy cái nồi nữa. Mua hẳn một bộ luôn anh. Vâng, một bộ nồi đi. Một bộ nồi nấu mình bếp ga chung chung. Cái này ga từ đều được đấy. Đây hả chị? Vâng. Rồi. Ga với từ đều được. Có mấy này. Theo em thì cứ nấu theo bộ này. Vâng. Đây đúng không ạ? Vâng. Thế là ba cái à? Vâng, ba cái một bộ à. Của nó. Thế là bộ này là bao tiền chị? Bộ này của nó đang là 700. 700 à? Vâng ạ. Ok. Chị lấy cho em bộ này nhá. Vâng. Với cả cái bếp ga với cái chảo. Vâng. Còn thưa quý vị là bếp ga thì lát nữa Đạt sẽ gọi sau và họ sẽ trở lên tận nơi luôn. Vâng thưa quý vị thì như vậy là TV đã về đến nhà rồi. Và thấp thoáng đâu đó thì Đạt nhìn thấy bóng dáng của cháu nhỏ đây. Chú quên mất con tên là gì nhỉ con nhỉ? Bạch Công Tuấn Anh. À Bạch Công Tuấn Anh à? Vâng. Úi giời tên kêu thế. Thế không biết con biết đây là cái gì không? TV ạ. Ờ. Thì nhà con từ xưa đến nay là không có TV à? Không. Ừ. Thế con có bao giờ con ao ước là có một cái TV chưa? Có. Ừ. Thế hôm nay là cái điều ước đã thành sự thật thì con thấy thế nào? Thấy vui ạ. Ờ. À, thế cho chú hỏi nữa là hôm nay trưa nay đi học thì con có được ở lại trường ăn cơm không? Có. Ờ, ăn cơm với các bạn có thấy vui không? Có. Ừ. Đó, thế anh lắp cho em với. À chị nhá. Dạ. À
qua khảo sát cái bếp nhà mình ấy thì em thấy là xoong nồi các thứ là còn thiếu thốn, và cái hai nữa là thiếu cả bếp ga nữa đúng không? Thì đây em mua cho chị một cái chảo này và một bộ nồi nữa. Một bộ nồi nấu nướng này, và lát nữa em sẽ gọi cho chị một cái bếp ga nữa. Cho nhà gia đình để tiện sử dụng. Và đấy, mua sắm là đầy đủ hết. Thì sau khi mà xây dựng xong cái bếp và cái nhà tắm ấy thì em sẽ hỗ trợ thêm cho nhà mình cái máy giặt nữa nhỉ. Được không chị? Sao? Sao thế? Em nhận được nhiều món quà của anh các nhà hảo tâm cho thì em thấy em cảm ơn rồi em. Vâng, ok, thế thì cứ tạm thời cứ xong cái kia đi đã. Dạ, xong rồi tính sau nhỉ. Đây nha, đây là nồi to, nồi bé, tất cả là có 3 cái nồi chị ạ. Đây, 3 cái nồi, 1 cái chảo. Đấy. Thưa quý vị, là bên ngoài này thì chị đang thì làm anten cho tivi đây. Thì tối nay là có tivi xem rồi. Thì Tuấn Anh có thấy vui không con? Có. Thì con học lớp 3 nhỉ? Hay làm con nuôi chú Đạt nhá. Được không? Không á? Dạ, chị cho em thằng này em nuôi nhá. Cho về nuôi nhá. Đấy, mẹ ok rồi, mẹ đồng ý rồi. Tí nữa lên xe ô tô của chú kìa. Về luôn nhá. Nhá, được không? Không á? Thích ở với mẹ hơn à? À, đấy à. Nhớ mẹ. Thế lúc mà chị đi viện chăm anh ấy thì là ai là người ở nhà trông nom các cháu? Bà ngoại ở dưới quê, bà lên bà trông hai đứa cháu. À thế. Cái bà thím lúc nãy đã bà đưa đón hai cháu đi học. À. Vâng. Nhưng mà anh mới để ra đây. Thưa quý vị là ở trong này thì đang thì lắp tivi đây quý vị ạ. Để treo lên tường. Và Đạt cũng vừa mới gọi bếp ga rồi. Chắc là giờ này cũng đang trở sang. Thế từ xưa đến giờ là nhà chị toàn dùng bếp củi hết hả chị? Vâng, em dùng bếp củi, nhà bác ở trên hàng xóm bác mới cho cái bếp ga. À thế ạ. Vâng. Nhà bác ở trên bác thay cái bếp ga thì bác cho bảo là nhưng mà hoàn cảnh chả có, anh thay cái bếp cũ đi. Anh ơi, cho cái bếp cũ đi về mà dùng. Thế này có bếp ga rồi á? Vâng, có bếp ga nhưng em bếp ga cũ thì bác cho. Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi, có bật được đâu, có nấu ấy được đâu. Thưa quý vị là nhà anh chị thì không có đường dây mạng, thế cho nên là phải bắt buộc là phải dùng anten quý vị ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái anten này thì cũng bắt được rất là nhiều kênh truyền hình đấy, nó cũng phải mấy chục kênh đấy. Cho nên là Đạt nghĩ là sẽ đủ để cho anh chị phục vụ cái nhu cầu giải trí. Vâng, bếp ga đã đến rồi quý vị ạ. Đấy, thế cho nên là vừa rồi thì Đạt cũng có mua một cái tivi cho nhà bà Chắc, thì cũng có thấy có vị khán giả bình luận ở trên kênh là thời này rồi mà vẫn dùng anten, nhưng mà đúng là nhà người ta không có mạng thì rõ ràng là phải dùng cái anten này thì mới bắt được sóng chứ. Đấy, thế, những nhà mà có điều kiện một chút thì họ có thể lắp mạng thì là nó sẽ dùng mạng được, thế còn không có ấy thì bây giờ người ta vẫn dùng anten bình thường quý vị ạ. Có mấy chục kênh liền. Đây, bếp ga đây. Một bộ bếp ga mới luôn. Bếp này là của Nhật à anh? Nhật, công nghệ Nhật. Công nghệ Nhật cái gì? Nhưng sản xuất ở đâu anh? Sản xuất Việt Nam. Việt Nam à? Việt Nam. Rồi, tốt, cốt sao là nó lên cái lửa để nấu chín cái nồi cơm là được anh nhỉ? Ừ. Ngon đấy. Nó bền. Bền bỉ là được. Bếp ga để dùng mấy năm thì hỏng. Cái này là mình bảo hành cho đến lúc hỏng thì thôi anh? Bảo hành 2 năm bác. À 2 năm à? Vâng. À. 2 năm hỏng bỏ tiền mua mới đúng không? Không, bảo hành, chế độ bảo hành ok mà. Có nghĩa là mình sẽ bảo hành cho bao giờ đến lúc hỏng thì thôi, không bảo hành nữa. Đúng không? Dùng xong rồi được khoảng độ 3 tháng là đến lúc hỏng rồi và thôi. Hết bảo hành rồi. Tôi chỉ bảo hành cái lúc nó đang sử dụng được. Dạ. Không, nhưng mà nghiêm túc là làm bảo hành bao lâu anh? 2 năm ạ. 2 năm hả anh? Vâng. 2 năm có trục trặc gì thì cứ gọi em. Vâng, ok anh. Cửa hàng em ở đây mà nên cửa hàng anh tên là gì ạ? Em tên Hùng. Hùng.
gọi là hùng gì đấy ạ? Đấy, để cho ví dụ gọi là hùng ga. Hùng ga. Vâng. Rồi. Quý vị nào mà có nhu cầu mua ga thì là bên anh Hùng Ga này sẽ ship bình ga và bếp ga toàn quốc quý vị nhá. Đấy, như tất cả mọi người, ví dụ như ở Huế chẳng hạn mà hết ga cái là bảo anh ấy hay chuyển 24/24 luôn. chuyển xe khách vào Sài Gòn luôn. Đó. Nhưng mà đợi được cái bình ga của anh ấy chắc nhà người ta chết đói. Không. À, có một cái phương án nữa là khi mà bình ga mà chưa tới nơi thì quý vị có thể là đến nhà hàng ăn tạm một khoảng độ tuần là bình ga đến là mình thay ga được. Nhờ anh nhờ. Ui ôi, anh ơi, ga của anh sao mà khói thế? Cay hết cả mắt anh ạ. Hả? Ga mà có khói, đây đang đun bếp củi. Cứ tưởng là ga mà khói cay mắt thế này đi, nguy hiểm quá. À, đây quý vị có thể xem này, nhà chị cũng đang đun bếp củi đây này. Đấy. Em đun dưới nước tắm cho hai cháu với bố nó. Vâng. Hôm trời mưa không có cái bàn này chê nhà em ngồi phải đun, phải đội nón. Ui trời ơi. Đội nón để đun. Vâng. Mà hôm mưa ướt củi thì có cái tấm kia để chê củi tí. Hôm ông bà lên ông bảo là thưa các cháu ngồi đun trời nắng này vất vả thì ông mua cho cái bàn này ông chê cho cháu. Vâng. Cái bàn này nó mà bão cái nó thổi bay hết rồi. Vâng, hôm gió bay các bác đang làm cái này đỡ cho nó bay. À thế ạ. Thôi được rồi, bây giờ là ngày mai là bắt đầu triển khai cái bếp kia rồi. Thì là chỉ trong vài hôm nữa là xong thôi. Xây cái này thì nó cũng nhanh thôi chị ạ. À, đây là công đoạn là kiểm tra xem là ga có bị giò không quý vị ạ. Đấy, anh thử bật cái ga này lên xem nào. À, tuyệt vời chưa? Úi dồi ôi. Cái này là do nhà chị đang nấu cùng với. Vâng, thưa quý vị là cái bình ga này thì theo Đạt đánh giá là chất lượng rất là tốt. Vì cái ngọn lửa ga rất là đỏ quý vị ạ. Tuyệt vời đấy. Ga đỏ này mới là ga tốt phải không anh? Dạ. Không phải do ấy anh ạ. Do nhà chủ đang nấu lẫn bếp củi, khói của bếp củi nó sẽ tác động vào ga này là nó sẽ đỏ lửa. À, thế là tuyệt vời. Đây là có nghĩa là mình phản ứng hóa học đấy anh nhỉ? Vâng, vâng. Đúng không? Đấy, thế là sẽ được ra một cái ngọn lửa đỏ đẹp như thế này. Đấy, gà rất là xịn quý vị ạ. Xong chị kê cái chân ở bên này đâu? Đây nhá, chú dạy cho con nhá. Cái nút lít này là danh sách kênh đấy nhá. Nó bấm vào này nó hiện lên này. Đấy thấy chưa? Đấy, nút lên xuống này. Đấy, bấm lên là lên này, thấy chưa? Đấy, xuống là chọn xuống này. Con chọn kênh nào thì con bấm vào nút ok này nhớ chưa? Đấy, con mút tắt ở đây. Tắt mở là đây. Đấy. Đấy, được chưa? Vui không? Vui không con? Có. Con cảm ơn chú Đạt. Con cảm ơn chú Đạt. Thế làm con nuôi chú nhá. Không. Ok. Này, con cầm cái điều khiển này. À, vâng thưa quý vị, thì như vậy là TV cũng đã lắp xong và trời cũng đã có chuẩn bị tối rồi. Thì chắc là Đạt xin được tạm thời kết thúc video tại đây. Và Đạt sẽ cập nhật tình hình là triển khai những công trình của gia đình anh chị Tư Hồng cho quý vị cùng xem quý vị nhé. Thế còn bây giờ thì tạm thời chào tạm biệt quý vị nhé.